Hello, xin chào tất cả anh em quay trở lại với channel của Phong DIY. Như vậy thì hôm nay em sẽ lên một cái video hành lý cho anh em con xe nâng. Xe nâng này là xe nâng điện đứng lái em nha. Con này của Sinco. Con này sẽ tải nặng là 700 kg. Càng đang là khoảng chiều dài tổng thể xe nha. Là khoảng 2m7. Càng của nó là 1m8. Chiều cao khi chưa nâng tổng thể xe là 1m7. Càng dưới thì khoảng 1m3. Nó sẽ chạy 2 bình 12V. Con này anh em có thể chạy khoảng 2 bình 12V 120A là đẹp. Hiện tại em đang lắp 2 bình 120A. Tuy nhiên thì khi anh em mua thì bên em sẽ không có bao gồm bình, tại vì xe này hiện tại nó về nó không có bình nha. Nên anh em có thể mua bình cũ lại, bình thanh lý lại nha. Thì bình thực tế là bình vài chục A thì cũng xài được rồi, nhưng mà với con này thì anh em nên xài khoảng 120A cho nó thoải mái, thời gian nó sử dụng lâu. Con này đứng lái anh em nha. Bánh xoay trợ lực điện, cần lái cũng trợ lực điện luôn. Có thắng từ nha, con này có thắng từ. Như em thấy là hiện tại là em đang để ở chế độ thắng đó, nó tự động thắng luôn. Chống trôi dốc nha. Vì con này anh em biết là cái càng của nó là chuyên nâng pallet, nên về cơ bản á là anh em thấy nó càng nó dài chưa, thì khi mà càng dài á thì cái độ trọng của nó anh em muốn nâng nặng thì bắt buộc là nó phải thấp. Đấy, nên em thấy là cái càng nâng của nó chỉ khoảng tầm hiện tại như em đo là 1m7 này, 1m7. Lát nữa thì khi mà em kéo cao hết lên em sẽ đo cho anh em xem nhá. Bây giờ thì em sẽ tiến hành khởi động xe và vận hành thử cho anh em xem coi nó hoạt động như thế nào nhá. Hướng dẫn anh em cách sử dụng luôn ha. Con này hoạt động thì cơ cấu rất là đơn giản thôi. Khi mà mình kéo cái cần này xuống là anh em lái thôi. Lát em sẽ lái cho anh em xem. Còn đây là chỉ có một cái cần. Đây là cần nâng lên và hạ xuống nha. Con này xài ti thủy lực của nó đây. Ti còn rất là đẹp anh em ha. Và ti cũng khá là lớn. Xích của nó thì anh em có thể nhìn nè. Xích khá là chắc chắn nha. Xích mắt 3 ha. Này xe này được cộng xích rất là đẹp. Con xe rất là đẹp anh em nha. Của Sinco còn rất là đẹp, nước sơn zin luôn, chưa có phải sơn nhậm lại cái gì hết. Bánh của nó thì có thể xoay được nha. Bây giờ em sẽ tiến hành vận hành cho anh em test thử xem sao. Mình sẽ tiến hành che lại và sau đó nâng con cọc. Đấy, anh em thấy là bây giờ nó đang ở cái chế độ dốc nhá, nhưng bây giờ kéo xuống thôi là xe nó sẽ tự trôi dốc này. Nếu em muốn thắng lại thì em để thả ra nó sẽ tự thắng lại, gạt thẳng lên như vậy nó sẽ tự động khóa và thắng lại nha, khóa bánh và thắng lại. Khi mà lái thì anh em muốn trôi nhanh thì anh em thả mạnh, nhưng mà đối với dốc thì anh em cứ thả từ từ thôi nha. Thắng khá là ok nha, với cái chế độ dốc này thì thắng khá là ok nha. Con này em thấy là nó lái rất là linh hoạt nha. Ví dụ như ở cái góc này thì mình có thể lái bánh nghiêng hơn 90 độ như vậy luôn. Sau đó thì em thả thắng thì nó tự trôi dốc thôi. Đó, rất là tuyệt ha. Bình nó hết rồi. Con này để bình nó hết rồi, nó không có chạy được tiếp tục được. Con này bình nó bị yếu rồi anh em nha. Nên anh em sẽ thấy nó chạy cả giật vậy đó. Vào nữa. Anh vào nữa được. Rồi, thôi. Em sẽ tiến hành nâng lên cho anh em xem nhé. Thank you.
Con này nâng hết hành trình thì nó rơi vào khoảng tầm 2m7 anh em nha. 2m7. Đó là cái cẩu, con cẩu kia rất là nặng luôn, nó nâng mắc tầm bình thường ha. Ok. Ok. Đây, anh em xem là em vừa mới tiến hành nâng xong cái con cẩu lên độ cao mắc tầm nhá. Vừa mới tiến hành đo xong thì nó rơi vào khoảng tầm 2m7. 2m7 mắc hành trình. Đây. Em xem nào. Ok. Con này thì bình nó hơi bị yếu rồi nên nãy giờ khi mà em lái nó bị bình nó không có đủ điện nên nhiều khi nó chạy nó bị cả giật ha. Rồi ok, nói chung là tất cả các chức năng hoạt động ok hết anh em nhé. Hiện tại thì em sẽ tiến hành báo giá cho em con cẩu này luôn. Thì giá ra hiện tại mong muốn của con này là không bao gồm bình nhá. Xe tới thì nó sẽ nguyên hiện trạng như trên video, đúng mẫu, đúng hiện trạng, đúng model nhá. Như cho anh em như trên video nhá, bao chạy cho anh em. À, tất cả các chức năng em test là hoạt động ok ha. Con này nếu đúng giá mong muốn á, thì nó phải 45 triệu anh em. Nhưng mà em sẽ hỗ trợ anh em cước xe là 3 triệu. Như vậy giá của nó sẽ còn là 42 triệu. Anh em sẽ thấy là giá rất là mềm luôn. Bởi vì thị trường thì có nhiều xưởng anh em đang bán con này giá khoảng 50, 55, thậm chí là 65 triệu một con. Con này bao cho anh em về là cứ gắn bình là chạy thôi, không cần phải lo lắng gì. Em lưu ý là xe thì em sẽ không bao gồm bình nhá. Đây là hai cái bình xe nâng của em này, em gắn tạm ở đây thôi. Còn xe về thì nó không bao gồm bình, về anh em tự mua bình gắn vô nhá. Ở đây em đang xài hai con bình 120A, anh em có thể xài 100A là đẹp. Tại vì bình 100A nó sẽ nhỏ hơn, nó sẽ vừa hơn cái hộc của nó. Còn đây là cái cơ cấu relay cũng như là cầu chì và trợ lực điện của nó này. Bộ trợ lực điện của nó đây. Đây là cần lái, là tay ga tiến và lùi nha, nó không cần số, số tự động. Phía dưới sẽ là bánh. Bánh của nó đây. Gầm bánh của nó đây. Cho anh em xem cái khung thép của nó nữa ha. Bánh thì còn khá đẹp nha, bánh con này thì còn khá đẹp. Em nhìn cái cơ cấu khung thép của nó này, rất là dày. Đây, em có thể xem qua, khung thép rất là dày nha. Cái phần khung U này của nó để tải này, em nhìn thấy nó dày chưa? Rất là dày nha. Này thì nó phải dày 1.5cm, tức là 15mm á. Xích thì các em có quay qua cho em xem rồi ha. Xích 3 đây. Khá là đẹp anh em. Đây là anh em lưu ý này, nó sẽ hướng dẫn cho em cách nâng và cái tải trọng ở cái tỷ số phần trăm này. Ví dụ nâng cao bao nhiêu, cái tải trọng của nó sẽ là bao nhiêu phần trăm này. Em thấy chưa? Thì anh em có thể tham khảo nhé. Nếu mà cảm thấy phù hợp với cái túi tiền của anh em, phù hợp với công việc của anh em, thì anh em có thể liên hệ mình theo số điện thoại mình để trên tiêu đề màn hình đây. Thì con nâng này nó sẽ thích hợp với anh em nào mà dùng nhà kho và nhà xưởng hẹp á, mà không muốn tiếng ồn của và cái mùi khói của xăng dầu thì con này sẽ rất là tiện nha. Con này thì chuyên nâng pallet, cái ngoàm của nó là ngoàm pallet lớn. Thì em có thể là mình nâng cây cạnh như bình thường, em tạo hàn cho nó một cái pallet sắt rồi để thành những cái gá, rồi mình nâng người, nâng hàng thì thoải mái nha. Đây là anh em nhìn vậy chứ cái độ cao của nó rất cao. Này em đứng vào chân anh em xem. Đấy, thằng của em nó sẽ đứng vào cho anh em xem nè. Chưa? Rất là cao nhá. Đứng sát vào luôn đi em. Đứng sát luôn. Đó, em thấy chưa? Đó, mắc tầm là như thế luôn. Khá là ok nha. Ok, như vậy thì giá và thông tin sản phẩm thì em đã công khai cho anh em rồi. Cảm thấy hợp lý. Ok, em liên hệ trực tiếp hai số điện thoại em để trên tiêu đề video. Cảm ơn anh em nha. Xin chào, hẹn gặp lại anh em. Đừng quên bấm like và share video này. Anh em nào yêu mến kênh Phong DIY thì đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất từ channel của Phong DIY. Xin cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại nhé.